Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kết quả đo và phân tích không khí Hà Nội trong sáng nay cho thấy không khí ở thủ đô được xếp vào nhóm rất không tốt cho sức khỏe vì ô nhiễm đứng thứ 2 trên thế giới. Ngư dân Nghệ An phát hiện một đường ống lạ nghi là của một doanh nghiệp xả thải ra biển. Trong khi chưa có giải pháp khắc phục, người dân một số tỉnh phía Bắc lo ngại bùng phát dịch châu chấu trên diện rộng. Còn trong phần tin quốc tế, bão Matthew khiến ít nhất 4 người ở Dominica thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá hủy. Công trình khoa học con người có thể tạo ra những cỗ máy nhỏ chỉ bằng 1/1000 một sợi tóc, đoạt giải Nobel Hóa học 2016. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, toàn miền Bắc có mưa dông trong ngày hôm nay. Trong khi đó, thời tiết trên biển cũng đang có sự chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn khi xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng 10 tràn về khi tiết trời chuẩn bị chuyển sang tiết hàn lộ, đánh dấu cho khoảng thời gian mát mẻ sắp tới. Toàn miền Bắc đã có mưa vừa đến mưa to, nên nhiệt cũng nhanh chóng hạ xuống khoảng 3 độ C so với những ngày trước. Chiều nay, mưa đã lan xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ. Lượng mưa không lớn nhưng có thể kèm theo các hiện tượng dông lốc, gió giật mạnh và sấm sét. Trong khi đó, ở trên biển, thời tiết cũng sẽ chuyển xấu khi một áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển ngoài khơi phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 390 km về phía đông bắc. Sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi các thông tin về thời tiết để kịp thời phòng tránh. Sáng nay bất cứ ai khi đi ra ngoài đường thì cũng có thể cảm nhận được là chưa bao giờ không khí ở Hà Nội lại khác thường đến như vậy. Và theo kết quả đo nồng độ các chất không khí đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ thì không khí Hà Nội ngày hôm nay đo được nằm trong nhóm chất lượng không khí nhạy cảm, mọi người cần phải tránh ra ngoài trời. Đây cũng là chỉ số ô nhiễm cao nhất đo được tại Hà Nội từ trước cho đến nay, cao thứ hai thế giới chỉ sau thành phố Adali Baja của Ấn Độ. 245 là chỉ số chất lượng không khí mà trạm đo lường chất lượng của Đại sứ quán Mỹ đặt tại Láng Hạ đo được vào sáng ngày hôm nay. Nồng độ CO, NO2, SO2, O3 và bụi ở mức cao là một trong những nguyên nhân khiến cho bầu trời Hà Nội không được quang đãng như ngày thường. Còn ở khu vực ngoại thành, số liệu đo phía chân cầu Nhật Tân trong sáng nay cũng cho thấy chỉ số ô nhiễm là 187, ở mức không tốt cho sức khỏe và con người nên hạn chế tiếp xúc với không khí ở bên ngoài. Từ sáng thì không khí Hà Nội như thế là rất khó chịu, mà mây mù thì là kiểu như là có một cái trận bão lớn đấy, cho những người yếu thì khó thở lắm. Còn trẻ con nó cho nó ra ngoài công viên ấy, chơi thì không khí nó không được tốt lắm thì về nó sẽ mệt mỏi, nó li bì, có khi nó bỏ ăn đấy. Chỉ số trên thực sự là rất đáng báo động, bởi nó chỉ thấp hơn so với thành phố ô nhiễm nhất là Adali Baja của Ấn Độ với chỉ số không khí đo được là 471. Theo các chuyên gia, chất lượng không khí ở Hà Nội đang có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng. Trong đó, 70% tác nhân gây ô nhiễm là từ khí thải xe cộ. Hiện nay, thủ đô có tới 5,3 triệu xe máy và 560.000 xe hơi. Con số này dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới. Tắc đường, kẹt xe cũng khiến cho lượng khí thải trong không khí gia tăng.
theo cái chỉ số đấy thì là nó đã ở mức cảnh báo, tức là nó cũng không có lợi, không có hại, không có lợi cho sức khỏe bình thường. Thế thành ra là mặc dù thì nó cũng chưa đến mức thật là nguy hại, nhưng là lúc đấy những cái người mà yếu, những người mà nhạy cảm về thời tiết là có thể đã bị ảnh hưởng rồi. Dự báo trong 2 ngày tới, không khí tại Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì ở mức ô nhiễm cao. Mức độ không khí dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm vào 10 giờ sáng ngày 7 tháng 10. Chiều nay thì Đại sứ quán Mỹ cũng đã gửi thông báo chỉ số này đo được tại tòa nhà số 7 Láng Hạ và có sự thay đổi theo giờ. Đến chiều nay thì chỉ số không khí ở Hà Nội tại đây cũng đã giảm xuống còn ở mức là trên 100. Tuy nhiên mức này cũng được khuyến cáo là gây hại đến sức khỏe con người. Đây không phải là lần đầu tiên trạm quan trắc không khí này đo được chỉ số không khí tại Hà Nội ở mức nguy hiểm. Thưa quý vị, trong lúc đang đánh bắt trên vùng biển của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tiếp giáp với vùng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa, một tàu đánh cá của ngư dân ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện một đoạn đường ống lạ trôi trên biển. Sau đó tàu cá này đã kéo đường ống này vào bờ. Nhiều người dân nghi vấn đây là ống xả thải của một nhà máy ở gần biển. Đây là đoạn đường ống mà ngư dân vớt được, dài hơn 100m, đường kính khoảng 50cm, chất liệu bằng nhựa cứng. Phía đầu ống còn có hai chiếc quy đai bằng thép chống rỉ. Trên đường chạy vào thì chúng em thấy một cái ống vòi đen trôi dạt trên biển, chúng em cua lại để lấy lên tàu. Trong lúc đấy thì tàu em đang ở vĩ độ là 106-40. Theo các thuyền viên tàu NA-99968 và nhiều ngư dân làm nghề đi biển cho biết, đây là lần đầu tiên họ vớt được đường ống lạ này và cho rằng có thể là đường ống xả thải của một nhà máy nào đó đóng ở khu vực Thanh Hóa, đứt gãy và trôi dạt. Cái này thì chắc là những cái công ty lớn dùng để họ thải cái đường ống nước. Lần đầu tiên mà họ gặp, nghĩa là họ cứ vây mà. Họ đi về đây thì luôn đà họ về, họ vớt, họ lôi về đây luôn, cho nên từ trước tới nay chưa có cái trường hợp này. Sau khi nhận được tin báo, chỉ huy đồn biên phòng 148 đã xác minh, lập biên bản và báo cáo với Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng để xử lý. Tuy nhiên, việc đường ống này trôi giặt từ đâu đến thì chưa có cơ quan nào xác minh được. Khi ngư dân cập vào bờ thì cặp ống vào bờ thì cán bộ trạm lệch quen lệch thời là tiến hành là gặp gỡ chủ tàu và tiến hành lập cái biên bản sơ bộ ban đầu. Tàu của ngư dân Quỳnh Long thì đánh cách bờ khoảng 32 lý giáp khu vực giữa biển Quỳnh Lưu và Thanh Hóa. Còn trôi từ đâu thì cũng không xác định được. Trong thời điểm đang xảy ra những sự cố ô nhiễm môi trường biển hiện nay, người dân nghi ngờ đường ống xả thải bị trôi dạt không phải là không có cơ sở. Thưa quý vị, những ngày qua, cá lại tiếp tục chết ở nhiều khu vực sông hồ tại các đô thị lớn tại Hà Nội. Từ hôm qua cho đến sáng nay, thì người dân ở khu vực đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bất ngờ phát hiện cá chết hàng loạt suốt dọc con mương kéo dài hơn 1 km. Từ cá to đến những con cá nhỏ, bỗng dưng chết hàng loạt. Không chỉ ở một khu vực, mà rải rác dọc con mương hơn 1 km đều xảy ra hiện tượng này. Suốt 2 ngày qua, cư dân ở lô biệt thự BT04, khu đô thị Việt Hưng không khỏi băn khoăn trước tình trạng cá chết bất thường chưa từng có ở đây. Tại sao cá nó chết nguyên nhân như nào, là do nguyên nhân cái ô nhiễm nước hay sao ấy? Thế cho nên là nó chết hết cả một loạt cả bờ mương này. Đầu tiên là ta kia, xong đi tuần ra đằng này cũng chết, ta cuối đằng kia cũng vẫn chết, chết một lượt. Đây là cá tự nhiên, tự có ở đây chứ không ai thả ở đây cả. Người dân ở đây vẫn buổi chiều vẫn ra câu cá. Và cho đến sáng ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay thì lượng cá ở kênh mương này đã chết rất là nhiều. Thì không hiểu nguyên do là vì sao. Theo tìm hiểu của phóng viên thì đoạn mương này là nơi tiếp nhận nguồn nước sinh hoạt của một bộ phận dân cư khu đô thị Việt Hưng, một trạm y tế và một phần từ phía cánh đồng phường Giang Biên. Tuy nhiên, theo người dân, chỉ khi nào mưa, nước từ cánh đồng mới tràn sang. Gần đây khu vực này không có mưa, cộng với đang mùa gặt, cánh đồng không có nước. Người dân nghi ngại do nguồn nước sinh hoạt có vấn đề.
hay là do có sự tác động bởi một nguyên nhân bất thường nào gây ra hậu quả này. Một là mọi người nghĩ là cái nước thải sinh hoạt, hai là do cái nước thải của cái gần đây có một nhà máy diêm, thì mọi người đang nghĩ không biết có phải là cái nước thải ở nhà đấy ra đến khí không, thì và mọi người vẫn đang đặt câu hỏi. Những hiện tượng cá chết ở nhiều tỉnh thành diễn ra liên tiếp khiến người dân cả nước nói chung, người dân Việt Hưng nói riêng thực sự lo ngại về mức độ an toàn môi trường sống giữa thủ đô. Từ chiều nay ngày 5 tháng 10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng, trong đó tăng cao nhất là RON 92 với 172 đồng một lít. Cụ thể, theo văn bản của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 tăng thêm 172 đồng một lít, xăng E5 tăng 160 đồng một lít, các loại dầu tăng từ 130 đến 169 đồng một lít 1 kg. Sau khi điều chỉnh, giá xăng khoáng không cao hơn 16.404 đồng một lít, xăng E5 không cao hơn 12.424 đồng một lít, dầu diesel là 11.023 đồng một lít, dầu hỏa ở mức 11.023 đồng một lít và dầu ma rút là 9.473 đồng một kg. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân 15 ngày qua tăng mạnh. Như vậy, sau 12 lần điều chỉnh với 8 lần tăng, 4 lần giảm, giá xăng hiện chỉ đang thấp hơn so với mức đỉnh vào hồi tháng 6 năm 2016, khoảng 100 đồng một lít. Trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xuất hiện ổ dịch bệnh dại. Nhiều người dân tại địa phương bị chó cắn đang rất hoang mang, lo lắng sau khi một người phụ nữ tử vong do chó dại cắn. Nạn nhân tử vong là chị Hoàng Thị Hảo, sinh năm 1978, trú tại xóm 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo người nhà chị Hảo, vào khoảng giữa tháng 7 năm 2016, trong khi đang đi thu mua phế liệu thì chị bị một con chó mắc bệnh dại cắn vào gót chân. Chị Hảo đi tiêm phòng nhưng đã dừng lại và đi bốc thuốc nam về điều trị vì chị đang nuôi con nhỏ. Trong quá trình uống thuốc nam, chị Hảo đã có nhiều triệu chứng phát bệnh dại. Đến ngày 27 tháng 9 năm 2016, chị được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng lúc này đã quá muộn. Tôi chỉ có đi tiêm và đi lấy thuốc và để về chữa bệnh, nhưng mà cháu con nhỏ thì tôi không đứng con bú thì tôi phải đi lấy thuốc về để chắc cho chị uống. Theo lãnh đạo xã Hưng Trung, trước khi cắn chị Hảo, chó đã cắn hai cháu bé và nhiều con chó khác trên địa bàn. Trong khoảng thời gian này, có hơn 30 người nông dân ở địa phương này cũng đã bị chó cắn, tuy nhiên chỉ có 2 người đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Có một số là người là bị tiêm nè, thứ hai nữa là coi như là họ cũng một số là người cũng thuốc nam tư vấn với chó 15 ngày trở lên mà không chết là coi như cái nữa yên tâm. Nhằm ngăn chặn ổ dịch bệnh dại bùng nổ, chính quyền xã đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền động viên bà con đi tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Hơn 2.000 con chó trên địa bàn xã đã được tiêm phòng. Ngay ở các cái ổ dịch xảy ra thì cũng không ai thông tin, cũng cản người không ai thông tin, không ai báo cáo cả. Nhưng mà đến sau khi chết xảy ra chết người rồi thì người ta mới tự khai báo. Ngày nọ ngày kia tôi cũng bị chó cắn ở chỗ nọ chỗ kia là có chó phát dại. Cho nên cái chỗ chuyện để mà tiếp cận ngay cái để mà dập dịch là ta không làm ăn được. Khi mà đã phát hiện ổ dịch dại thì con chó nó nghi dại, con chó nó nghi dại rõ ràng rồi. Nó biểu hiện của một con chó nó nghi dại nó khác thường. Nó có cái sự thay đổi của con chó rồi. Thì nếu mà ai mà tức là người dân mà bị cắn hoặc là có tiếp xúc với cái con động vật nghi dại đó thì phải đi tiêm vaccine. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính rất nguy hiểm. Khi lên cơn dại, hầu hết bệnh nhân đều tử vong. Bệnh lây từ động vật sang người. Người dân sau khi bị động vật nghi dại cắn cần phải được tiêm vaccine huyết thanh phòng dại mới có thể điều trị được. Một thông tin đáng chú ý liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh Zika. 50 bệnh nhân mắc bệnh do virus Zika gây ra khi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong năm 2016 này sẽ nhận được tiền hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi người. Đến nay, nước ta đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh do virus Zika. Hơn nữa, khả năng dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra bởi việc giao lưu đi lại quốc tế diễn ra mỗi ngày.
trong khi miễn dịch cộng đồng với loại virus này gần như chưa có, đồng thời cũng chưa có vaccine và thuốc điều trị, nên Bộ Y tế, Bệnh viện nhiệt đới lập quỹ để hỗ trợ người bệnh. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định rút nguyên liệu Salbutamol ra khỏi danh mục nguyên liệu đã công bố. Quyết định này sẽ khiến cho chất Salbutamol bị kiểm soát chặt chẽ hơn trong thời gian tới, nhất là ở khâu nhập khẩu. Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo tới các công ty đăng ký sản xuất thuốc trong nước về việc rút 9 nguyên liệu Salbutamol ra khỏi danh mục nguyên liệu hoạt chất đã công bố. Trong danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu, không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu. Các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Dư luận hy vọng với quyết định mới này, Salbutamol sẽ được sử dụng đúng mục đích trong thời gian tới. Salbutamol là hoạt chất sử dụng làm thuốc điều trị cho người từ nhiều năm nay. Các thuốc thành phẩm chứa chất Salbutamol được sử dụng trong ngành y tế, chủ yếu trong khoa hô hấp với các chỉ định thăm dò chức năng hô hấp, điều trị cơn hen. Tiếp tục câu chuyện về dịch châu chấu ở Sơn La mà chúng tôi đã đề cập trong bản tin Nhật ký Cuộc Sống ngày hôm qua. Hiện người dân nơi đây đang hết sức lo lắng khi số lượng châu chấu ngày một nhiều mà lại chưa có cách nào để xử lý. Với đàn này thì chẳng bao lâu nữa đàn châu chấu gia tăng theo cấp số nhân sẽ trở thành dịch lớn gây hại cho sản xuất nông nghiệp không chỉ ở Sơn La mà còn lan rộng ra các địa phương khác. Đây là cách mà người dân Bản Mạt, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xua đuổi châu chấu. Cành cây, dao, thậm chí là tiếng hét để loài côn trùng này bay ra khỏi ổ. Nhiều người đã phải dùng xăm xe hay rơm rạ đốt thành từng đám, dùng hơi nóng tiêu diệt châu chấu. Chỉ có huy động bà con nhân dân trong bản là đi hàng loạt cả bà con lên đập lánh, hay nữa là bắt thì đốt lửa, nhóm lửa lên đổ vào. Chỉ có một cách như vậy thôi, không có cách gì, hình thức gì là để giết con này vừa mới xuất hiện đầu tiên. Cùng với bà con, chính quyền địa phương cũng tiến hành phun thuốc, phòng ngừa bằng hóa chất. 1.600 lít đã được phun xịt ở những nơi mật độ cao nhưng hiệu quả không đáng kể. Mật độ lớn, châu chấu lại bay nhảy nhanh nên rất khó tiêu diệt. Tình hình châu chấu trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện là rất nguy hiểm và phức tạp, bởi vì cái vòng đời của nó là trong vòng từ 200 ngày. Đấy. Và khả năng di chuyển rất nhanh, sức phá hoại lớn, khó kiểm soát và dễ bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Không chỉ đối mặt với các ổ dịch đang ẩn nấp trong rừng, rất nhiều đàn châu chấu từ Lào bay rào rào sang nước ta. Do bên Lào khô hạn, châu chấu thường về các xã biên giới giáp danh để tìm kiếm thức ăn. Không kiểm soát được từ nguồn, nguy cơ dịch bùng phát là rất lớn. Chúng tôi cho rằng là nếu mà ở vùng bên Lào mà không xử lý tốt, mà cứ để nó sinh sản theo cấp số nhân liên tục như thế này, thì cái khả năng bùng phát thì cũng là nguy cơ rất cao. Từ những đàn nhỏ năm 2015, nay đã trở thành những đàn châu chấu với số lượng khổng lồ trên một diện rộng, từ Nghệ An đến Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang và Phú Thọ. Người dân lo ngại trong thời gian tới, khi châu chấu non trưởng thành và phát triển thành những đàn lớn, nguy cơ mất mùa là rất cao. Muốn tiêu diệt được loài châu chấu và để dập dịch được thành công là chúng ta cần phải quan sát khi mà điều kiện thời tiết nó thay đổi bất thường, ví dụ như mùa đông ấm, ấm và ẩm ướt, thế mùa hè thì ấm và nóng, thì chúng ta mà trước đó đã có thỉnh thoảng có những trận dịch thì chúng ta cần phải theo dõi ở những cái vùng đó. Ví dụ như ở các tỉnh miền núi của chúng ta đấy, như Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, rồi Phú Thọ, rồi Nghệ An, là những cái vùng mà thường có những vùng rừng núi ấy, thì nó là điều kiện mà cơ hội cho nó ẩn nấp, nó sinh sống, thì chúng ta cần phải theo dõi, chúng ta phải phát hiện. Và khi phát hiện ra thì chúng ta phải diệt trừ ngay từ lúc mà châu chấu còn non. Châu chấu tre lưng vàng sống thành đàn và từng gây ra dịch lớn vào những năm 1962 tại Thái Nguyên và năm 1971 tại Thanh Hóa. Với sự trao đổi của tự nhiên, sự sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân
và việc phòng chống còn nhiều hạn chế, sẽ chẳng bao lâu nữa, Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với một thảm họa tự nhiên mang tên là đại dịch châu chấu. Không chỉ ở Việt Nam, tại nhiều quốc gia trên thế giới, đại dịch châu chấu đã từng xuất hiện và gây ra những thiệt hại nặng nề về mùa màng cũng như là năng suất nông nghiệp và trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại những đất nước này. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu các giải pháp nhưng mà đến nay thì vẫn chưa thể ngăn chặn được thảm họa do bão châu chấu gây ra. Tại Israel, năm 2013, nhiều máy bay của Bộ Nông nghiệp Israel đã phải phun thuốc trừ sâu trong sa mạc Negev để diệt bầy châu chấu, ước tính hơn 1 triệu con, đến từ Ai Cập theo chiều gió. Bộ Nông nghiệp Israel đã ban hành tình trạng báo động do đại dịch châu chấu. Đồng thời, họ cũng thành lập một đường dây nóng và kêu gọi người dân thông báo ngay lập tức nếu thấy châu chấu di chuyển theo đàn. Số lượng châu chấu ở đây lên đến hàng trăm nghìn con. Nó phá hoại các loại rau và cây trồng của chúng tôi. Quốc gia này cũng đã tiến hành chống lại các cuộc tấn công của châu chấu bằng cách phun thuốc trừ sâu, nhưng biện pháp này cũng không mấy hiệu quả. Tại Madagascar, năm 2014, ngày 28 tháng 8 năm 2014, người dân cũng như du khách ở thủ đô Antananarivo, Madagascar, một quốc gia ở châu Phi, đối mặt với nỗi hoảng sợ khi hàng tỷ con châu chấu giống như đám mây lớn làm bầu trời tối sầm lại. Phạm vi hoạt động của châu chấu tương đương với diện tích lãnh thổ Đức hoặc Nhật Bản. Trong 5 năm, bầy châu chấu khổng lồ đã thường xuyên càn quét ở hòn đảo ngoài khơi bờ biển đông nam của châu Phi, tàn phá cây trồng và các nguồn cung cấp thực phẩm khác chỉ trong vòng vài giờ. Tại Nga, năm 2015, tháng 8 năm 2015, hàng triệu con châu chấu khổng lồ, mỗi con dài 8 cm, ồ ạt hạ cánh xuống các nông trại miền nam nước Nga, ăn xẻ các cánh đồng hoa màu, buộc giới chức địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Một khu vực rộng lớn, khoảng 800.000 hecta, đang bị hủy diệt bởi đàn châu chấu này. Nhìn xem, những đồng ngô của tôi không còn gì cả. Châu chấu đã ăn sạch ngô từ lá cho đến tận lõi. Kênh truyền hình quốc gia Nga cho rằng dịch châu chấu xuất phát từ tình trạng biến đổi khí hậu và những hệ lụy khác của biến đổi khí hậu như lũ lụt và nền nhiệt trung bình gia tăng. Để ngăn chặn thảm họa châu chấu, các nhà khoa học đã tìm đủ mọi cách như dùng vệ tinh nhân tạo để dự đoán hướng đi của cơn bão. Tuy nhiên, các dự đoán đôi lúc không chính xác bởi chúng thay đổi hướng khó lường. Hơn nữa, cơn bão châu chấu này càng đi càng mạnh lên. Tại châu Phi, các loại thiết bị hiện đại nhất đã được huy động để chặn bão châu chấu, nhưng đều chưa có hiệu quả. Vào năm 2004, người ta đã sử dụng máy bay để phun hóa chất cho gần 11 triệu hectare đất chỉ để diệt châu chấu. Phương pháp này khá hiệu quả, nhưng chưa phá tan được nạn châu chấu thì đã gây hại cho môi trường. Gần đây, các nhà khoa học đã thử nghiệm phương pháp sinh học sử dụng một loại nấm có tên là Metahizium anisoplia. Chúng có thể tiêu diệt châu chấu, song lại vô hại với những thực vật và động vật khác. Song tất cả những biện pháp trên vẫn chỉ là hạn chế, chứ chưa hề chấm dứt được thảm họa của châu chấu. Hãng tin Reuters cho biết, bão Matthew, cơn bão được cho là mạnh nhất tại Caribe trong vòng một thập kỷ qua, đã đổ bộ vào nhiều quốc gia như là Cộng hòa Dominica hay là Haiti, Cuba, kèm theo cơn mưa lớn và gió mạnh gây tổn thất nghiêm trọng. Đến nay thì cơn bão đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người tại quốc gia này. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, bão Matthew với sức gió mạnh lên đến 230 km/h đã đổ bộ vào Cộng hòa Dominica sau khi nhấn chìm Haiti vào ngày hôm qua 4 tháng 10. Lực lượng cứu hộ Cộng hòa Dominica cho biết 4 người đã thiệt mạng do sạt lở đất. Người đàn ông thiệt mạng là hàng xóm của tôi. Ông ấy là cha của 5 đứa con. Ông đã nghỉ hưu và đang có một cuộc sống tốt. Trong khi đó, tại Haiti, bão gây ngập lụt, sạt lở đất, đổ cây và tốc mái nhiều ngôi nhà tại các thị trấn ven biển vào hôm 4 tháng 10 trước khi quét sang Cuba. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng những thiệt hại do cơn bão Matthew gây ra có thể tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ trận động đất xảy ra vào năm 2010. Hiện quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này chưa có báo cáo đầy đủ về thương vong và thiệt hại do bão gây ra. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, Mỹ có thể sẽ đưa một máy bay và các tàu tiếp viện đến khu vực này, hỗ trợ người dân và nhà chức trách Haiti. Bang South Carolina, Mỹ cho biết, hôm nay 5 tháng 10 đã bắt đầu sơ tán 1,1 triệu cư dân khỏi vùng ven biển. Bang Georgia cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 13 hạt. Bang Florida và một phần bang North Carolina cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp bang. Dự báo bão Matthew đổ bộ vào Florida vào cuối ngày mai 6 tháng 10.
Mưa lớn tại Nam Australia trong những ngày qua đã tạo ra một lỗ tử thần nuốt chửng chiếc xe ô tô của người đi đường tại khu vực này. Hố tử thần có đường kính 3 mét, một cặp vợ chồng đang lái taxi đã bị rơi xuống hố này. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường để giải cứu đôi vợ chồng này. Rất may mắn là hai người chỉ bị chảy sức nhẹ khi cả người và xe rơi xuống hố. Các nhà chức trách địa phương cho biết mưa lớn trong những ngày qua với lượng lên đến 300mm chính là nguyên nhân gây ra hố tử thần. Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do dẫm đạp lên nhau vào ngày 2 tháng 10 trong một lễ hội tôn giáo, sau khi cảnh sát xịt hơi cay và nổ súng vào một cuộc biểu tình ở Ethiopia. Ngày hôm qua, Đảng đối lập Ethiopia đã yêu cầu chính phủ nước này điều tra nguyên nhân về cái chết của những nạn nhân trong vụ việc. Ông Merera Gudina, chủ tịch đảng đối lập cho biết, vụ dẫm đạp đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người trong vụ hỗn loạn bắt nguồn từ hành động chấn áp biểu tình của cảnh sát. Sự cố xảy ra khi hàng nghìn người đang tham dự một lễ hội tôn giáo ở Bishoftu, vùng Oromia, cách thủ đô Addis Ababa 40 km. Do đó, ông Merera Gudina yêu cầu chính phủ Ethiopia cần phải điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của những người này và nhiều người khác trong những cuộc biểu tình vài tháng qua. Chính phủ Ethiopia cần phải xem xét và điều tra nguyên nhân của các trường hợp tử vong trong vụ dẫm đạp và trong các cuộc biểu tình từ 10 đến 11 tháng qua. Trong khi đó, các lực lượng an ninh cho biết họ phải đối phó với những người biểu tình ném đá và chai lọ. Trong khi đó, nhiều người khẳng định đám đông đã tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ ôn hòa. Theo Reuters, các cuộc ẩu đả gây chết người đã diễn ra nhiều tháng nay ở Ethiopia. Nguyên nhân là do người dân bức xúc về các vấn đề chính trị và kinh tế. Ngày hôm qua 4 tháng 10, hãng tin Reuters cho biết hàng trăm người đã tham gia biểu tình bên ngoài trụ sở của Liên minh châu Âu EU ở thủ đô Brussels của Bỉ. Hành động này nhằm lên án các cuộc không kích của Nga ở miền nam Aleppo, Syria. Những người biểu tình đã tụ họp bên ngoài trụ sở của EU tại Brussels, Bỉ. Họ giơ cao các tấm áp phích với nội dung phản đối các cuộc không kích tại Aleppo như hãy cứu lấy Syria, Putin sát thủ, bởi tại nhiều thành phố bị bao vây của Syria, hàng trăm người dân thường đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt trong các cuộc không kích. Nhiều nhà hoạt động còn nằm trên đường để minh họa cho sự chết chóc tại thành phố này. Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến chính phủ Bỉ và Liên minh châu Âu, đó là họ cần phải xây dựng lại cộng đồng quốc tế. Chúng ta không thể chấp nhận những gì đang xảy ra, cần phải có sự trừng phạt đối với những người gây ra tội ác chiến tranh. Trong 15 ngày, kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được giữa Nga và Mỹ sụp đổ bởi hàng loạt vi phạm liên tục xảy ra, đẩy tình trạng căng thẳng lên mức đáng lo ngại mới. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, các cuộc không kích tại Aleppo đã gây ra cái chết của 293 dân thường tại các khu vực bị bao vây. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 đã được đưa đến Syria để bảo đảm sự an toàn cho căn cứ hải quân Tartus của nước này tại Syria. Trước đó một ngày, truyền thông Mỹ đưa tin, lần đầu tiên Nga đã gửi hệ thống tên lửa S-300 đến Syria, quốc gia Trung Đông, đang bị chiến tranh tàn phá suốt hơn 5 năm nay. Các chuyên gia của Mỹ lo ngại rằng, việc Nga điều các tên lửa S-300 đến Syria có thể sẽ gây phức tạp lớn cho các hoạt động đường không của Mỹ và đồng minh. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Đại sứ quán Nga tại Syria đã bị tấn công bằng đạn. Trong đó, một quả phát nổ ở gần khu nhà bên trong khu vực Đại sứ quán và hai quả khác phát nổ ngay bên cạnh. Theo Reuters, rất may vụ tấn công khủng bố trên không có ai bị thương. Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4 tháng 10 đã khẳng định là Washington đã khiến cho đồng minh của mình thất vọng khi mà Washington không bán vũ khí cho Philippines. Và ông cũng không ngần ngại phát biểu rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama nên xuống địa ngục và nói quân đội Philippines đã không được lợi ích gì từ việc tập trận chung với quân đội Mỹ. Tổng thống Philippines Duterte cho biết, ông cảm thấy buồn vì Washington đã không còn là người bạn của Manila kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 5. Dù vậy, Tổng thống Duterte không nói rõ sự chia tay nghĩa là gì, và ông khẳng định Mỹ không bán vũ khí cho Philippines, nhưng nước này có thể mua từ Nga và Trung Quốc. Ông cũng không ngần ngại phát biểu rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama nên xuống địa ngục và nói quân đội Philippines đã không được lợi ích gì từ việc tập trận chung với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, trái với tuyên bố này của ông Duterte, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington chưa nhận được thông báo chính thức từ Philippines về vấn đề này.
Thông tin chúng tôi vừa mới nhận được, Hội đồng trao giải Nobel Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Hóa học 2016 cho những nghiên cứu phát triển các cỗ máy nhỏ cỡ tế bào cho bộ ba nhà khoa học đến từ Mỹ, Pháp và Hà Lan. Theo Reuters, bộ ba nhà khoa học này là Jean-Pierre Sauva của trường đại học Strasbourg của Pháp, Fraser Stoddart của Đại học Northwestern của Mỹ và Bernard Feringa của trường đại học Groningen của Hà Lan. Ủy ban Nobel cho biết cả ba được giải thưởng nhờ thiết kế và tổng hợp các loại máy quy mô cỡ tế bào. Họ đã phát triển các tế bào với các di chuyển có thể điều khiển và thực hiện được các chức năng khi được tiếp năng lượng. Từ những nghiên cứu của họ cho thấy con người có thể tạo ra những cỗ máy nhỏ chỉ bằng 1/1000 một sợi tóc. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.